chiều. Phía hoàng hôn vẫn còn sương mai còn chưa hòa tan vào cánh diều. Ngồi cạnh nhau trên đồi hoa thoảng mùi vị phấn hoa. Chân trời hiện rõ qua ánh kẻ tay ánh đèn được thị trấn xa. Tháng 11 phải cho hạ đóng chi có đôi khi mình gắt gồng. Gửi tặng em về ba tòa sông tô duyên tình và sắc mộng. Nếu như yêu nhau mà luôn cài nhau thì có lẽ điều đó là quá dễ. Nếu anh chọn cách đoàn tiệc nhau chi đôi ta trở thành cá thể. Tháng 12 mưa nặng hạt dù tiếng trời huê nắng cháy. Sẽ có vòng khoảng cách anh được ngồi cùng em ở trên chiếc xe gắn máy. Vỡ tan hết niềm khao khát được cùng em đi thật xa. Qua rừng già biết từ bên vách núi bè chim hót vang mật hoa. Anh còn nhớ có lần tưởng chừng ta không sánh duyên. Ta tìm thấy điểm tương đồng phía bên trong ánh kim. Anh tìm kiếm chỗ ngày đầu khi chuông cửa vang lên. Và anh nhìn ngắm đóa hoa tươi thắm tặng em giữa ban đêm. Lời là sao em mãi tiếp nối trên hôn trên bờ môi em mãi. Lòng còn đang say giấc chim bao em cũng ngỡ lâu dài. Trang tuổi trẻ nhật ký của Loan màu và chả biết cảm xúc thế nào khi đọc lại những chữ ban đầu. Đời và sao em ơi?